Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Chuyền Soi Kèo Nhìn Bóng Đá của mình. Ngày hôm nay ở trên kênh YouTube Chuyền Soi Kèo, mình đã làm cho anh em một video soi kèo giữa U23 Việt Nam và U23 Timor Leste, đúng không ạ? Một cái đại hội thể thao SEA Games 31 hiện tại đang được diễn ra ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Ngày hôm nay thì hy vọng sẽ có một cái thời tiết thật là thuận lợi để mà cho những cái chiến binh sao vàng của đất nước chúng ta sẽ có được những cái chiến thắng thật sự là giòn giã, đúng không anh em? Trước một cái đội bóng gọi là đã gần như là tuyệt vọng ở cái SEA Games 31 này, đó chính là Timor Leste. Và quay trở lại vấn đề chính, ngày hôm nay mình sẽ soi kèo giữa West Ham và Man City trong khuôn khổ vòng bài 7 của ngày anh em nhé. Trận đấu sẽ được diễn ra vào tối hôm nay luôn, những lượt đá rất là sớm, ok không ạ? Vâng, anh em đang được theo dõi ở trên màn hình ngày hôm nay, đó chính là cái trang web mình đang rất là hay tổng hợp cho tất cả anh em. Và cũng nhắc luôn cho tất cả anh em, ngày hôm qua bản thân Chiến đã làm một video giữa Montpellier và Paris Saint-Germain. Chúng ta đã có được một cái chiến thắng rất là giòn giã ở cái video này, đúng anh em? Nếu như tất cả anh em mà chưa biết cách mà để tham gia vào cái nhóm đẩy kèo của mình này, thì anh em hãy kéo xuống phần mô tả của video này, anh em hãy kết nối với mình qua Telegram và Zalo anh em nhé. Và mình nói luôn với tất cả anh em rằng là bản thân Chiến không thu bất kỳ một đồng phí nào của anh em hết. Một vài đồng phí, một vài trăm bạc thì nó lại làm cho chúng ta này mất đi những cái sự tình cảm, ok không ạ? Ở đây là mình muốn tạo một cái group, một cái nhóm để chúng ta có những phân tích nhận định thật sự là chuẩn xác hơn và hội tụ lại tất cả những anh em bóng thủ, bet thủ để chúng ta cùng nhau chơi và chiến thắng ở cả sân chơi này, được chưa anh em ạ? Rồi, ngày hôm nay thì nếu như mà thêm một cái chiến thắng nữa trước West Ham thì sẽ giúp cho Man City chạm tay được vào cái chức vô địch Premier League. Khó có đối thủ nào ngăn được cái bước tiến gọi là vũ bão của đoàn quân thiện chiến dưới Pep Guardiola. Càng về cuối mùa giải, Man City đang phô diễn một cái phong độ gọi là tàn sát anh em. Chiến thắng 5-1 trước Wolves hồi cuối tuần là một cái trận thắng thứ 5 liên tiếp của họ tại Premier League. Cả 5 trận Man City đều dội mưa bàn thắng vào lưới đối thủ và tối thiểu là 3 bàn mỗi trận, 22 bàn trên 5 trận. Việc mà phải phân tán lực lượng cho Champions League không làm ảnh hưởng tới sự tập trung của Man City tại giải quốc nội. Còn lúc này khi mà đã rời khỏi đấu trường châu Âu, các học trò của thầy Pep chỉ còn một mục tiêu duy nhất, đó là hủy diệt các đối thủ trong nước thôi anh em nhé. Vậy thì điểm qua bảng xếp hạng một chút nhá anh em nhé. Hiện tại thì Liverpool đã không thể theo kịp Man City vào cái giai đoạn đang gọi là nóng bỏng nhất. Khoảng cách giữa họ lúc này là 3 điểm, khi mà Man City đang sở hữu cho mình đó chính là 89 điểm, còn Liverpool sở hữu cho mình là 86 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc mà thầy trò huấn luyện viên Pep chỉ cần 4 điểm tại hai vòng cuối thì chắc chắn giành vô địch anh em nhé. Nhưng mà thực ra một cái chiến thắng giòn giã vào tối nay cũng sẽ đủ cho Manchester City sẽ an tâm về cái ngai vàng của mình. Bởi lẽ cái số hiệu bàn thắng của Man City hiện tại đó chính là dương 72 và vốn đã tốt hơn so với Liverpool đó chính là 65. Sẽ càng được nới rộng nếu như các thầy trò Pep duy trì được cái thói quen ghi bàn từng bừng này. Nhưng còn về phía bên kia chiến tuyến thì đoàn quân của huấn luyện viên David Moyes cũng đang rất là nhiều cái động lực thi đấu, bởi vì là họ chỉ kém cái đội thứ 6 đó chính là MU vỏn vẹn là 3 điểm, trong khi mà đá ít hơn một trận và hiệu số bàn thắng lại tốt hơn. Nếu như lật đổ được Man City, West Ham sẽ vươn lên vị trí top 6 và vị trí có một cái vé dự vòng bảng Europa League ở mùa sau anh em nhé. Tấm vé dự cấp châu Âu sẽ là một cái động lực để mà West Ham dồn hết sức bình sinh của tối nay. Song đừng quên rằng đội bóng thành London đã thua 8 đến 10 lần gặp gỡ gần đây với Man City anh em. Rồi anh em có thể theo dõi này, hiện tại thì họ đang sở hữu cho mình là 55 điểm và khoảng cách ở phía trên chỉ là 3 điểm thôi, và cái hiệu và hoàn toàn là họ có thể là làm được anh em nhé. Vậy thì chúng ta nếu như mà muốn có một cái những cái mã kèo thật sự chắc chắn nhất thì anh em hãy trực tiếp nhắn tin cho Chiến để Chiến có thể là hướng dẫn anh em, bởi vì bản thân Chiến khi mà lên kèo thì Chiến lên cũng rất là sớm anh em ạ. Nhưng mà khi chốt kèo để cho anh em có thể có được những lợi nhuận thanh kịp nhất thì Chiến sẽ gửi vào nhóm của mình anh em nhé, cái nhóm đẩy kèo bóng của Chiến này. Bản thân Chiến đang là AD ở đây. West Ham tiếp Man City với một cái sự hưng phấn từ cái trận thắng trước, trận thắng đậm với Norwich 4-0 vừa rồi đấy. Nhưng mà cái phong độ của đội bóng này thì khá là thất thường, không thắng ở trên 7 đến 9 trận gần đây nhất ở trên tất cả mọi đấu trường em nhé. Chỉ có một cái trận thắng tương bừng trước Norwich thôi, còn lại anh em có thể thấy thành tích thi đấu là một răng về trước là đều chỉ có thất bại và hòa. Ngăn cản Man City là một cái nhiệm vụ là bất khả thi đối với đoàn quân của David Moyes, người mà đã thua 8 trên 10 lần khi mà so tài với Pep. Còn với cái vị thuyền trưởng Man City thì ông đã từng thất bại trong 11 lần đụng độ với West Ham tại Premier League với
10 thắng và 1 hòa. Thế thì mình cũng điểm qua một chút cái mặt nhân sự ở đây luôn. Theo như mình tổng hợp ở đây, có thể anh em có thể thấy là Pep Guardiola thì đang có một cái chút lo lắng về cái hàng phòng ngự của mình khi mà đang thiếu vắng rất là nhiều cái trụ cột, ví dụ như là Kyle Walker và John Stones, Ruben Dias, và tới lượt đó chính là Laporte và Fernandinho đang còn chấn thương. Thì nhưng mà theo mình nghĩ rằng là ấy, khi mà thiếu vắng ở hàng thủ thì họ sẽ bù lại được cho mình là ở cái hàng công. Thế thì hoàn toàn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tham khảo cái những cái mạng kèo để mà anh em có thể là chiến đấu được xanh nhất anh em nhé. Nói luôn với tất cả anh em là một ngày thì rất là nhiều trận đấu diễn ra, và Tấn Kiệt sẽ không thể làm được hết tất cả những trận đấu ở up lên kênh video của mình được. Và cho nên khi mà đó là một cái lý do cũng rất là lớn để mà Chiến là tạo ra cái nhóm của mình, để mà anh em có thể vào đây là chinh chiến với nhau, làm việc với nhau một cách là hiệu quả nhất anh em nhé. Ok, hãy trực tiếp kèm trong phần vô tả của video này để mà kết nối với Chiến. Trận đấu ngày hôm nay thì Manchester City có một cái mức chấp cũng đang khá là cao anh em ạ. Hiện tại thì Man City đang chấp tới 1.25 và 1.5. 1.5 theo cái mức kèo châu Á, còn tài xỉu thì sẽ có một mức đó chính là 2.75 đến 3. Và anh em có thể thấy hiện tại thì Man City thì cũng đang là một trong những cái đội bóng gọi là họ sẽ phấn đấu hết mình, bởi vì là cái ngưỡng cửa ngai vàng đang ở ngay trước mắt. Còn phía bên kia chiến tuyến, khi mà West Ham thì họ đang còn những cái toan tính và một cái sự tràn trề hy vọng vào top 6 để mà lọt vào vòng bảng của những cái đội top 6, đúng không ạ? Thì trận đấu ngày hôm nay với một tỷ lệ mức chấp như này, theo mình nghĩ rằng là một cái cửa nó không an toàn cho những anh em mà hiện tại là đang chơi cái bộ môn bet thủ này, đúng không ạ? Vậy nên hôm nay mình sẽ chốt cho anh em hai mã kèo, tặng cho anh em hai mã kèo sớm, hai mã sớm. Những anh em mà chưa vào được nhóm của mình ấy, đấy, mình sẽ tặng cho anh em hai mã kèo sớm. Kèo thứ nhất đó chính là kèo tài, ăn ít nhưng mà được nhiều anh em nhé. Tài 275 này. Mã kèo thứ hai mình sẽ cho anh em, đây mình cũng nói luôn với anh em là hiện tại đối với cái gì để mức góc tài góc hiện tại là ăn tới là 1.01. tức là ngày hôm nay nếu như mà anh em đầu tư vào cái mã kèo này với 1.000 điểm thì anh em sẽ thu về cho mình đó chính là 2.010 điểm cả gốc lẫn lãi anh em nhé. Và những cái kèo tỷ số này thì hoàn toàn anh em mình sẽ ngày hôm nay mình sẽ tặng cho anh em về một cái số kèo tỷ số luôn, bởi vì mình những cái kèo này mình khá là chắc chắn, mình đã theo dõi những cái câu lạc bộ này cũng rất là lâu rồi. Đây, hôm nay thì về mã kèo thứ hai mình sẽ lên cho tất cả anh em đó chính là mã tài góc 10.5. Đó, tài góc 10.5 anh em nhé. Về một cái số kèo tỷ số, một kèo số kèo tỷ số thì mình cũng sẽ gửi đấy để cho tất cả anh em có thể tham khảo. Ngày hôm nay đối với một cái trận đấu mà mang tính chất tâm điểm như này thì mình nghĩ rằng một cái kết quả đó chính là 1-2 anh em này, 1-2 chiến thắng cho Man City và 3-1 và 1-3 anh em nhé. Anh em hãy lót cho mình những cái mã kèo này, thậm chí anh em có thể lót cho mình một cái mã kèo đó chính là 3-0 với cái tỷ lệ ăn đó chính là tới 1 ăn lên 10.1. Ok anh em nhé. Rồi, và video đến đây thì cũng đã rất là có thời lượng đúng không ạ? Anh em hãy nếu như có bất kỳ một cái thắc mắc nào, hãy trực tiếp nhắn tin cho Chiến và để lại cho Chiến những comment. Đừng quên like và subscribe cả video này, bật chuông thông báo để là những người đón nhận những cái video, những cái mã kèo tặng của mình lên anh em nhé. Chúc tất cả anh em nhiều sức khỏe và thành công.